chào quý khán giả đã quay trở lại với kênh Sóng Riêng Thịnh Phát. Hôm nay chúng ta lại có cơ hội gặp nhau để thảo luận các vấn đề về sức khỏe, cũng như là cùng nhau tìm kiếm các giải pháp tốt nhất để cải thiện các vấn đề của sức khỏe cho bản thân cũng như những người thân yêu. Chị Trang ơi, thì dạo này da em xuất hiện mụn khá là nhiều, có vết khăn, da bắt đầu xuất hiện có vết nhăn ở vùng đuôi mắt á, thì em đang khá là lo lắng, thì không biết cửa hàng mình có cái sản phẩm nào giúp em giải quyết được cái vấn đề trên không hả chị? Có đó em, thì thời gian gần đây thì cũng rất là nhiều khách hàng tại Thịnh Phát đã liên hệ tới và cũng muốn là tìm hiểu các sản phẩm nào để cải thiện các vấn đề như em vừa nói. Thì cũng chính vì lý do đó mà hôm nay chị sẽ giới thiệu cho em cũng như là những khách hàng tại Thịnh Phát, thì đó là nước lượng hồng xăm collagen đi đông đến từ Hàn Quốc. Vậy sản phẩm này có gì đặc biệt hả chị? Thành phần chính của sản phẩm này gồm hồng xăm giáo 5 tuổi cao cấp, lựu đỏ, táo đỏ Hàn Quốc và đặc biệt có chứa tinh chất collagen từ cá biển sâu, giúp làn da của chị em chúng mình căng mịn, sáng khỏe và trẻ lâu hơn đó em. Nhiều khách hàng đã sử dụng sản phẩm này và phản hồi cho rất vui rằng dùng nước lượng hồng xăm collagen thì sẽ khỏe bên trong và đẹp bên ngoài. Một hộp có bao nhiêu gói và cách dùng như thế nào hả chị? Một hộp như vậy thì sẽ có 3 hộp nhỏ bên trong và mỗi hộp nhỏ sẽ có 10 gói như thế này và mỗi gói sẽ có dung tích là 10ml. Chỉ cần xé miệng túi uống trực tiếp mỗi ngày một gói vào buổi sáng hoặc trưa, có thể bảo quản lạnh trước khi uống sẽ thơm ngon hơn. Ai nên dùng và không nên dùng sản phẩm này hả chị? Như chị đã nói thì nước lượng hồng xăm collagen này thì đều dùng tốt cho cả nam và nữ giới, đặc biệt là nữ giới tuổi trung niên và người lớn tuổi. Thì như chị em tụi mình thì dùng cũng rất là tốt rồi. Chỉ có những trẻ dưới 14 tuổi và những ai mà đang có bệnh lý nền thì nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Các sản phẩm chính hãng tại Thịnh Phát mặt sau đều có mã vạch nhận biết hàng chính hãng, hạn sử dụng cùng tem phụ hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt. Tuy là nhỏ gọn nhưng mà công dụng rất là tuyệt vời. Chị có thể nói rõ hơn về công dụng của sản phẩm này được không ạ? Nếu em duy trì sử dụng nước lượng hồng xăm collagen này đều đặn thì điều đầu tiên em sẽ thấy là cơ thể sẽ khỏe hơn rất là nhiều. Đầu tiên thì cái vị em thấy rất là ngon chị. Nó có vị đắng nhẹ của xăm nè, kết hợp với cái vị chua nhẹ của lựu thì hòa quyện với nhau rất là dễ uống luôn á chị. Nhờ hồng xăm giúp máu huyết lưu thông, từ đó da dễ hồng hào. Thành phần lựu đỏ cung cấp vitamin C giúp da trắng sáng, giảm mụn nám và còn chống nắng rất tốt. Collagen từ cá biển sâu cung cấp độ ẩm cho da căng bóng, đặc biệt không gây tăng cân mà còn duy trì vóc dáng lý tưởng. Đặc biệt phụ nữ dùng sản phẩm này còn có công dụng hỗ trợ cân bằng nội tiết tốt, từ đó cơ thể khỏe mạnh, ít bệnh vặt. Ngoài ra nếu mua hàng tại Thịnh Phát thì quý khách sẽ được tặng kèm một chiếc túi xách từ nhà sản xuất, rất thích hợp làm quà tặng đến cấp trên, đối tác kinh doanh hay người thân. Cả nam và nữ đều dùng được sản phẩm này, nhưng đối với nữ thì cực kỳ tốt. Sản phẩm này có giá bán bao nhiêu vậy hả chị? Nước lượng hồng xăm collagen đi đông chính hãng Hàn Quốc hộp 30 gói hiện đang có giá bán tại Thịnh Phát là 980.000 đồng. Qua cuộc trò chuyện này thì đã giải đáp được một phần nào thắc mắc của khách hàng về dòng sản phẩm này. Để tìm hiểu thêm về sản phẩm cũng như để được tư vấn cụ thể hơn về các loại xăm phù hợp với thể trạng người dùng, quý khách có thể truy cập vào website nhansamthinhphat.com hoặc gọi điện trực tiếp vào hotline 090 77 99 988 để được tư vấn. Và đừng quên đăng ký kênh Sóng Riêng Thịnh Phát để cập nhật những thông tin về sản phẩm cũng như các chương trình khuyến mại sớm nhất. Và bây giờ Trang và Như xin chào và hẹn gặp lại. Có 3 cách để quý khách có thể mua được sản phẩm tại Thịnh Phát. Cách thứ nhất, quý vị có thể đến trực tiếp showroom Sâm Yến Thịnh Phát, số 853-855 Nguyễn Kiệm, phường 3, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, chúng tôi có đội ngũ nhân viên tư vấn và giải đáp các thắc mắc của quý khách hàng về công dụng cũng như hướng dẫn sử dụng sản phẩm một cách tận tình. Cách thứ hai, quý vị có thể gọi vào hotline 090 77 99 988 để được tư vấn trực tiếp và đặt mua sản phẩm. Cách thứ ba, truy cập website nhansamthinhphat.com hoặc samyến.com để xem thông tin chi tiết của sản phẩm và đặt hàng. Quý vị yên tâm là chúng tôi có dịch vụ giao hàng nhanh, thu tiền tận nơi trên toàn quốc. Sản phẩm sẽ đến tay người tiêu dùng trong vòng 12 giờ nội ô thành phố Hồ Chí Minh và từ 2 đến 4 ngày đối với các tỉnh thành khác.